Xin chào các bạn nhé. Giới thiệu với mọi người hũ cưới vùng cao của trên Hà Giang tôi thì cái món khâu nhục thì không thể thiếu nha các bạn nhé. Ở đây thì công đoạn làm món khâu nhục đang làm này. Đây, thịt đã được luộc. Và bây giờ là phải xăm cái này đúng không? Xăm chọc. Rất là nhục. Ngâm nước giấm. Gừng. Cái nước ngâm này có những gia vị đấy à? Gì đây hả Bình? Rất nhiều gia vị, cũng có gừng, cũng có hạt tiêu, cũng có nước tỏi à, nước giấm chua với cây củ địa liền nữa chứ đúng không? Cây địa liền để chống ăn nó đỡ ngấy, đỡ mùi thịt. Cái này là nước ngâm đúng không? Nước giấm chua. Nước ngâm trước, công đoạn ngâm. Nước gừng. Ngâm xong cái này xong mình lại làm lại trao. Trao lên. Lại cho vào nồi lại trao. Rồi. Trao nó phồng hết ra lên thì sau khi đó là tiếp tục là cái giai đoạn tức là thái. Thái ra. Xong là nó gồm những cái gia vị nào lúc nấu ấy? Trước khi thái xong thì cho vào chậu, bắt đầu là ướp, gồm có rất nhiều thứ, gồm có tỏi, hạt tiêu, xì dầu, rồi là hạt dổi. Hạt dổi. Hạt tiêu, những gia vị đó không thể thiếu được đối với món này. Thế còn có những cái loại gì đi kèm với nó nữa không? Đó là dưa khô. Dưa khô này. Dưa khô. Khoai sọ nữa sao nhỉ? Khoai tây. Ê chị em ơi. Khoai tây hoặc khoai sọ đúng không? Hai thứ đấy đều được. Cho vào canh. Khoai thì phải chiên giòn. Khoai chiên giòn. Bí đâu thái chưa? Sau khi xếp vào bát tô xong là hấp lên thôi đúng không? Đây là món khẩu nhục, tức là làm rất là nhục đấy. Đúng không? Làm nhiều công đoạn vất vả. Rồi tí tôi sẽ quay lại toàn bộ những cái cách làm mấy món này cho các bạn xem nhé. Tiếp tục đánh đến anh lại sao. Rồi. Thái thôi đi ướp. Tí cái công đoạn ướp mình phải xem. Quan trọng nhất là cái công đoạn lúc xếp vào cái bát để đun nấu ấy nhỉ. Bởi vì lúc đấy là thành phẩm cần những cái gia vị. Mâm là một bát, là mỗi người là thưởng thức là một miếng. Đấy. Tức là 6 miếng à? 6 miếng, 7 miếng. 7 miếng chứ nhỉ? Mình phải làm thừa một miếng để làm lịch sự chứ nhỉ? Vâng. Món đặc sản vùng cao nhé. Cái này ai hay đi Lạng Sơn hoặc là những cái tỉnh ở giáp biên giới thì hay có món này lắm. Với nhất là những cái khu nào mà có người Hoa là đa số là làm cái món này. Là mâm cỗ cưới mà không có món này coi như là không phải cỗ cưới rồi. Món này gọi là món khẩu nhục nhá các bạn nhá. Tôi sẽ dừng đây và tí đến công đoạn trao cũng như là ướp gia vị tôi sẽ quay tiếp cho các bạn xem nhá, để các bạn làm và ăn thử xem có ngon không. Đây nha các bạn nhá, đây là gừng tỏi giã nhỏ vắt lấy nước để làm món khẩu nhục. Công đoạn đang xăm thịt, xăm xong thì mang ra bên này để trao nha các bạn nhé. Thịt này đã được ngâm đủ gia vị rồi, bây giờ là trao. Thường thường là ngâm mất mấy tiếng hả anh? Ngâm một lúc thôi gì? Càng ngâm lâu càng tốt chứ. Giờ là cái thịt này nó đã được ngấm gia vị rồi. Trao xuống đây. Đây này là dưa khô nha các bạn nhé. Dưa chua để khô ấy. Đấy, phơi khô. Muối dưa xong là phơi khô các bạn ạ. Giờ ngâm cho nó nở ra. Lúc nữa mới cho lẫn với lại cái thịt kia. Nhiều công đoạn lắm nhỉ. Làm cái món này thường thường hết mấy tiếng ở Bình? Này, thời gian nó khá lâu đấy. Từ chung là hai anh em làm nó cũng phải hết khoảng một buổi chiều. Một buổi chiều mới xong ấy nhỉ? Xong. Chưa kể hấp nữa đúng không? Tính hấp. Cái này hấp càng lâu càng ngon đúng không? Đúng rồi. Hấp cũng chỉ vừa tầm thôi, lâu quá nó lại quá dừ. Nó nhừ quá. Hết tầm hết cái da của nó đi nó mới ra được mỡ. Chọc càng sâu thì nó lại càng ngấm gia vị. Mình tốt. Làm xong về lại làm cho chồng ăn bồi bồi cho chồng. Chồng thành con lợn luôn. Thành con lợn rồi.
giờ là công đoạn là trao thịt cho nó vàng lấy màu đấy. Vàng đấy, miếng đấy sắp được chưa anh? Thế là chủ yếu là lấy màu thôi chị anh. Nhưng mà cái da nó cũng phải giòn chứ đúng không? Phồng lên. Trong lúc hấp nó mới nở ra nhỉ? Ngâm nước. Vậy cho vào ngâm nữa à? Cái nồi ngâm. Cái da hầm nó mềm này lại này. Cái này cho đầu cháy nhất nhỉ. Mẻ thứ hai. Thường là mẻ đầu là hay bị dính nhỉ, hay cháy. Cái này tí mỡ ở trong này nó ra, ra chứ nhỉ? À, lại lấy nước luộc này xong mình ngâm nó à? Đấy, nó mới mềm nhỉ, không thì nó vỡ ấy đúng không? Rất nhiều công đoạn, món khẩu nhục. Nhục mới được ăn đấy nhỉ. Công đoạn ngâm để cho da nó mềm ra và tí mới thái được các bạn ấy, thái miếng thịt nó mới đẹp. Còn không ngâm này thái thì nó sẽ bị vỡ và cái miếng thịt nó không được đẹp. Học tập để biết rồi đấy. Cấp nghề của anh. Anh cấp nghề là không được. Ít mỡ không anh? Phải vớt ra hả anh? Phải vớt vớt mỡ. Chiên nổi như phồng tôm ấy. Khoai môn Lệ Phố kia đấy nhỉ. Khoai bở, cứ phải càng bở càng thơm lại ngon đúng không? Khoai môn này có lại khoai đỏ kìa. Khoai tím. Lắm khoai đấy. Khoai đỏ à? Bây giờ còn... trước nhà này trồng củ to bằng cái một cối. Củ đấy là thoải mái ăn à? Ai làm ngon lắm khoai đấy, nó không ngứa như nào đâu. Bở chứ. Đỏ à? Không phải tím à? Đỏ. Đẹp lắm. Phải cạo cái mỡ nó đi à? Không,
riêng không ra mà không nổi thì do chọc. Nó không phồng là nó do cái chọc này là do chọc đấy đúng không? Chỗ nào nát quá nó lại nát ra. Anh em mình lại đổ tội cho nhau. Cái công đoạn chọc này rất là quan trọng nha các bạn nhé. Chọc phải chọc đều, không thì đến lúc chiên nó không phồng lên được. Đây là phải rửa. Đánh cái đen này đi. Đánh hết cái đen đi đúng không? Đúng rồi. Ngâm như này được chưa? Được rồi, mềm, mềm như này là được à. Ngâm nó nguội gì là được đúng không? Giờ thái nó không bị vỡ nữa đúng không? Còn không ngâm là thái nó bị vỡ. Vỡ là thịt, miếng thịt nó không được đẹp nhỉ. Phồng lên, phồng lên. Nhiều tiết mục lắm. Bây giờ băm tỏi. Vẫn còn nhiều tiết mục nữa. Cái này có phải chiên không tỏi này? Thì ướp với cái thịt kia thôi đúng không? Thì sẽ không khiển ông làm ấy. Bí quyết đấy nhỉ. Nhớ ông bây giờ làm tốt chưa? Đấy. Mà chưa bằng ông Khiển đâu. Ông Khiển này chuyên nghiệp hơn. Làm thì gia đình ăn. Tết vẫn làm mà. Tưởng là không ai ăn cũng hết trước anh Khiển ạ. Món này ngon mà. Em làm sản khâu thôi. Ngon. Làm sản khâu á? Ừ. Khâu thì mình gắp lên đĩa, làm ít thì được nhưng mà làm nhiều này thì không được. Nó bị hỏng hết. Cái phần này nó dư hết. Sau tí mình không gắp lên đĩa được. Làm ít thì được. Cầm thì nắm ấp cầm bà này. Này phải thái nhỏ tan hết nữa đi à? Nhỏ tí tí luôn. Cũng giống như cái ấy đấy, cái tỏi đấy. Không thấy. Tôi đi tìm rồi. Ôi trời ơi, ngày mới xây kiểu rất là vàng. Con kia đang ra lông ống. Con nào chả ra lông ống? Chơi khoai tây. Đó là khoai sọ. Khoai sọ cơ mới ngon nhỉ. Nhưng mà nó dùng khoai này. Khoai tây. Đấy. Cá cơm nếp là. Ừ, hôm nay ăn với cơm nếp. Thu nhục với cơm nếp là. Anh xếp luôn ra đây. Ngon. Chiên khoai này phải cho nó giòn hết nhỉ. Khi nào nó nổi lên thì mới được.
Thái phải vuông vuông sắc cạnh này nó mới đẹp nhỉ. Đúng rồi. Còn miếng nào như miếng này đấy. Chuột. Cân thì được khoảng 4,5. Này là đậu phụ thối nha các bạn nhé. Đậu phụ thối bán ở thị trường thôi. Nó làm được thì nhà tự làm nó mới ngon. Trắng nhỉ. Nhà tự làm nó màu trắng. Dầm cho nát hết à? Ừ, dầm nát hết cổ và dương. Đây em dầm nhá. Bữa nay đủ rồi à? Lấy nồi. Này mềm. Nó mềm lắm các bạn. Nước gì đây? Kẹo. Kẹo đường. Kẹo đắng à? Kẹo đắng. À, đang có kẹo đắng tạo màu. Tạo màu đó. Nước xì dầu nữa. Thôi thì còn để mà nhắm rượu thì cái này không phải. Sắt mỏng lắm, nhìn dây này thì ông nghĩ chắc còn như làm nó chỉ mỏng thế thôi. Bây giờ là công đoạn cho gia vị cái món ấy đây hả anh? Món này là món dưa chua băm nhỏ. Hạt dổi. Cho mắc khén không anh? Không. Đây này không không cần mắc khén à? Điền hạt dổi, tỏi này. Củ địa liền. Giếng nhà anh không bị đâu. Cũng khoan nhưng mà không dính. Thế đấy sắp được đấy. Khoan tức là cái xe nó không được à? Cao à? Vớt ra cái chỗ cùng của nó đây thôi. Quan trọng sướng nhất thì chỉ cần cái này chỉ cần cho muối vào là được đúng không? Thế có cho xì dầu vào đây nữa không anh? Công đoạn ướp gia vị, pha gia vị này là quan trọng nhất đây nha các bạn nha. Cho qua muối thì nó sẽ mặn. Bởi vì ở đây có mấy gia vị nó có độ mặn. Thứ nhất là đậu phụ nhự này nó cũng mặn này. Và cái xì dầu cũng mặn rồi nha các bạn nha. Bây giờ cho thêm muối nữa. Nên là các bạn phải ước lượng làm sao nó vừa miệng. Cho quá là sẽ bị mặn. Xanh ra giống ngoài nấu cho nó thoáng. Nhưng lên bình bây giờ nó đang ở đây. Cha mẹ cái bình ra đầu sau chưa? Mới đúng rồi, cho nó cỏ kìa. Nước cỏ này cho nó mát. Từ từ cho anh cầm bếp. Ý. Cầm tay bếp kìa. Đó, cái món Hàn Quốc cầm bếp này. Món Hàn Quốc đấy. Cô ạ, có mấy mâm rồi, có mấy mâm rồi, nhưng mà quên cái này. Đường, bây giờ cho đường này, hạt tiêu này. Đấy. Cho hết vào cái nước này. Đó là nước đi kèm với lại khoai tây, thịt. Nó có lấy bát hấp không nhỉ? Có chứ, bây giờ mình mới đều cho ngấm gia vị. À, lấy cái đẹp trước, cái xấu để chèn. Để chèn. Xếp miếng nào ra miếng đấy. Cho nhiều kẹo quá mai hết rồi nó đen xì. Đen
chỉ luôn. Đẹp. Đi lại thừa đấy nhá. Kiểu của nó thế này. Mình hấp là cũng cứ hấp như này thôi đúng không? Chỉ ăn là chỉ đĩa là mình úp lên thôi đúng không? Cứ không lật lên đĩa. Chan chan là chan cái nước lên. Vâng. Cái này qua đường nhỉ? Khi nào đun nóng quá nó vỡ bát không anh? Bát này họ đã đun rồi, đun qua rồi. Vỡ bát là thịt rơi hết ra anh nhỉ? Bát chuyên dụng. Nó dày này mới được đúng không? Bát linh tinh là vỡ. Bát này bát ngày xưa ấy, màu của nó. Kết thúc. Cái bông kia sao chưa anh? Giờ là chỉ còn công đoạn đun nữa thôi nha các bạn nhá. Đây là kia có cái là đây. Đun mất khoảng 4 tiếng rồi nhỉ? 4 tiếng hay 2 tiếng anh? 3 tiếng. 3 tiếng. Đun 3 tiếng mới xong. Vẫn là của nó đấy đúng không? Bông này vẫn phải mà. Hoàn thiện. Úp bát úp à? Bình thường là úp đĩa chứ nhỉ anh nhỉ? Ừ. Nhưng mà này úp bát úp bát. Đấy. Bạn thấy có hấp dẫn không? Đây món này là nổi tiếng vùng cao đấy. Nó là rắc tiêu lên anh. Tiêu cho ít rau hoa. Gọi điểm tí rau. Đấy các bạn ạ, như vậy là cái món khẩu nhục đã xong hoàn thiện nhé các bạn nhé. Tôi cũng đã quay từ đầu đến cuối cho các bạn xem rồi đấy. Phải mất rất là nhiều thời gian đấy, cái này làm từ chiều hôm qua. Và phải đun qua đêm nha các bạn nhé. Phải đun mất 3 tiếng các bạn ạ. Thì sáng nay mới xong. Và bây giờ là lên mâm thôi đấy. Nếu các bạn thấy món ăn này ngon thì hãy cho tôi xin một like nhé. Và đặc biệt là đăng ký kênh ủng hộ tôi nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn làm thành công món khâu nhục nha.